Với trang phục ông già Noel, các vận động viên đã mang lại niềm vui và bầu không khí Giáng sinh cho người dân khắp thành phố, trong khi phải chiến đấu để giữ chắc lấy chiếc mũ trên đầu mình. Đối với chúng tôi, đây là một cách để ăn mừng Giáng sinh. Chúng tôi cùng nhau chạy như một gia đình. Vì hoàn cảnh mà chúng tôi đã không thể tham gia vào năm ngoái, năm nay chúng tôi đã có thể quay trở lại đây và chạy cùng với mọi người. Đây là cuộc chạy bộ vui nhộn lần thứ 5 dành cho ông già Noel tại thủ đô và nó đã trở thành một sự kiện phổ biến trong mùa lễ hội của thành phố. Năm ngoái, sự kiện đã buộc phải hủy bỏ do đại dịch Covid-19.